Ngon không? Ngon không? Phải chưa? Đấy nhá. Còn các bạn biết ai ấy? Thiếu tá Phạm Văn Phú. Thiếu tướng Phạm Văn Phú. Cái người mà tôi đã biết rồi, tôi nói thêm không? Tôi nói lãnh đạo Andrew Đỗ này, Tạ Đức Trí này, Kimberly Hồ này, Nguyễn Mạnh Trí là và nhân dân tự vệ Ngô Kỷ và Trần Nhật Phong này. Cái đám đó đó là cái đám Trần Nhật Phong rời Việt Nam lúc 5 tuổi vào năm 1975 đi về Ấn Độ. Cả đám người này có bao giờ hiên ngang và oai hùng như Hoàng Kiều đâu mà đòi chống cộng. Có tên nào không? Có tên nào biết bắn súng không? Có tên nào biết đôi lựu đạn không? Như cái tên này không? Hiểu chưa? Có thấy tôi đứng đây, anh Dũng, coi cái chết nhẹ tựa lông không? Đừng có giỡn với tôi. Toàn bịp bợm. Một cái đám người lợi dụng quân đội, lợi dụng cộng đồng, xưng hùng xưng bá. Trong 15 năm nay, chẳng có ai dám đá động đến vì họ nghĩ không xứng đáng. Không phải ông xứng đáng là bởi vì cứ tưởng là ông thị trưởng là ông làm cái gì cũng được, cứ tưởng cái này là ông làm cái gì cũng được. Tôi muốn dạy cho tất cả một cái đám này một bài học thật đích đáng. Tôi bảo cho các đám nghe, tôi sẽ làm. Rồi, bây giờ tôi nói với các bạn về vấn đề chống cộng này. Hiểu chưa? Chống cộng của Trần Nhật Phong. Đây là ông Trần Nhật Phong đây. Hiểu chưa? Ông Dominic Phạm đây. Để tôi vô rồi tôi trả cho. Ông Khai Quách đây. Và cái ông Michael Phương Minh Nguyễn này bị bắt ở Việt Nam. Ông Thái Vi Lan thì chết rồi. Các bạn rõ chưa? Đây, ông này bị bắt ở Việt Nam đây. Hả? 12 năm tù, 13 năm tù. Các bạn biết không? Ngon. Có dân biểu Mỹ lo. Tôi hỏi các bạn này, ông này mà ở Việt Nam đó, hỏi ai đi nuôi thăm ông? Các bạn phải suy nghĩ. Tôi nói như vậy là để các bạn chống cộng. Ai cũng có quyền chống, các bạn có quyền chống. Nhưng mà chống, mình chống cái gì đấy? Tôi hỏi các bạn nè, 1 triệu quân với 600.000 binh lính Mỹ, 100.000 quân đội đồng minh và cái lực lượng mà quân sự của mình, hải quân cũng như không quân đứng hàng thứ ba trên thế giới mà mình chống không lại mà chống cái gì nữa đây? Hỏi các bạn chống cái gì đây? Nếu mà muốn các bạn muốn chống đó thì cần phải có cái lãnh đạo uy tín, cần phải có kế hoạch, cần phải có cái tổ chức. Tất cả mấy cái ông nghị viên Tạ Đức Trí, Kim Bơ Mai, của Võ Anh Đức Đỗ chống cộng thì có dám vận động. Tôi hỏi các bạn nè, ông nào ngon á chống cộng nè, vận động 1.000 người như tôi đây này, tôi vận động tới 3.000 người để phản chống cộng. Chứ đừng có người mỗi năm là từ 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 12 đến 15 tỷ. Đừng có xúi giục những con em, những người ở Việt Nam đứng lên làm loạn, đứng lên nổi dậy. Không có ai mà chấp nhận cái chuyện đó. Cũng chống đi, chống cái gì? Chống cái mẹ gì bây giờ? Xin lỗi các bạn đi. Đó. Những người xúi giục làm lớn. Rồi bây giờ tôi nói cho các bạn nghe. Những ông mà ở Formosa hay mà ông nào mà ở tại Lạng Quạng mà ở tại gì đó ở Việt Nam hay là ở Phan Thiết hay ở đâu đó mà đứng xúi giục như cái vụ Formosa qua bên Mỹ là xin lỗi trả ông về thì ông đi đâu đây? Ông đi đâu ông chống đây? Đó thành thử tôi nói cho mà biết. Đừng có bao giờ lợi dụng quân đội, lợi dụng cộng đồng để mà chia rẽ, để mà bảo Hoàng Kiều này là chia rẽ cộng đồng, chia rẽ quân đội. Đừng có bao giờ nha. Đừng có bao giờ các bạn, và các bạn trẻ đừng có nghe, cũng như người Việt Nam cũng đừng có nghe, ở đây cũng đừng có nghe. Cái bọn này là không đáng giá. Nó ai mà lãnh đạo một nhân dân tự vệ như Ngô Kỷ, ngu dốt như ngu dốt như Trần Nhật Phong mà làm sao mà lãnh đạo các bạn được. Bây giờ đổ một trò Ngô Thế Kỷ và Thế Lữ và Phạm Sơn. Tôi nói cũng đây này. Ông này là ông Nghê Lữ đây nè, thấy chưa? Và ông này Trung tá Hùng Cùi đây,
xin lỗi là quận quận nhất đây, cảnh sát trưởng quận nhất của Sài Gòn năm xưa đây, hùng xui. Rồi cái ông này á là ông đứng lên để nói moderator cái chương trình. Bây giờ các bạn thấy nghi lễ không? Thấy lửa không? Bây giờ tôi mới biết ra, tôi mới tìm được tấm hình này, tôi mới nói Đỗ Văn Trọn. Tôi nói cho các bạn nghe, tôi lúc đầu đó, cái vụ này tụ Tạ Tình Bốn đó là rất nhiều người phản đối với tôi khi mà tôi rất tâm huyết với Đỗ Văn Trọn. Tôi nghĩ như vậy. Các bạn rõ chưa? Nhưng mà khổ là cái tên San Jose họ chống đối và họ không muốn dính líu tới Đỗ Văn Trọn. Bởi vì tôi nói thiệt các bạn này đó, thành thử, nhưng mà tôi vẫn bảo vệ Đỗ Văn Trọn. Tôi vẫn lo lắng cho Đỗ Văn Trọn. Nhưng mà bây giờ tôi mới biết được, đây đây, ông này, nghe lữ đây. Các bạn biết làm gì không? Ưng làm một cái vú cù xăng đan, bởi vì ông Đỗ Văn Trọn cũng bị người ta, cũng bị FDA, cũng bị cái coi như phu của Đan, cái dùng quảng cáo này kia này nọ tầm bậy tầm bạ, bị FDA tới lầm trần lầm thượng. Thì ông ta có thể nghĩ rằng là vì cái áp lực đó mà thành thử ông ta muốn làm cái cú này luôn. Ông nói trời ơi, anh ơi, bên này có bây giờ nhiều người muốn chống, chống lắm, thành thử thôi anh bỏ vợ họ Trâm đi. Bỏ Hà Trâm, đừng cho vợ Hà Trâm hát trên chương trình này nữa. Tôi nó nghe theo, tôi lúc đầu tôi gửi một cái thôi. Sau khi tôi hỏi lại tất cả những người trên đó, họ nói không có ai chống hết, chỉ có cái ông, cái đám của ông này nè, ông này nè, ông Nghi Lữ này nè. À, viết một bài báo chống vợ Hà Trâm. Rồi cái ông Phạm Sơn, cũng có cái, tôi cũng có cái hình ở đây. Hiểu chưa? Bây giờ bởi vậy tôi mới vạch mặt cho các bạn nghe, cho xem. Đó. Tôi biết Đỗ Văn Trọn tội, cái vấn đề lo cho tôi cá nhân, chẳng hạn như tôi thấy tôi mệt thì cho đem miếng tới làm, tôi trân trọng những cái đó lắm. Nhưng mà tôi bảo đảm cho các bạn những cái gì tôi đã nói về Đỗ Văn Trọn, tôi xin rút lời. Không còn là partner của tôi nữa, không còn là tỷ phú nữa và không còn có một cái sự dính líu gì hết. Sau khi tôi đã tìm ra những cái âm mưu này, coi như là cái do cái đám này đó. Chỉ có ông Đỗ Văn Trọn và ông này Phạm Sơn. Các bạn biết Phạm Sơn là ai không? Là cái ông mà đã xuống dưới đưa đám tang Lý Tống. Tôi nhờ Đỗ Văn Trọn nói 60 người đó trong cái xe đó, các bạn nhớ không, 50 người đó. Xuống tôi đãi một bữa ăn đó, một bữa ăn bữa sang sang điểm sống không, nó tính tôi 20.000 đô la. Cù Thế Hòa khóc lên la trời la đất mà nói trời ơi, ăn uống cái gì đâu anh, mà tôi không quân có được bao nhiêu người ở dưới San Diego lên. Nhưng mà thôi, trên đó thì có Đỗ Văn Trọng và tôi cam với các bạn, ngày hôm nay tôi phải tuyên bố như vậy, tôi không còn một cái dính líu nào giữa Đỗ Văn Trọng và tôi cũng rút lại những lời mà tôi nói đẹp, tôi nói về những cái gì mà Đỗ Văn Trọng hứa với tôi, cho cái chẳng hạn như bây giờ 150.000, 100.000 đây, 100.000 đó, không có cái mẹ gì hết, tôi xin lỗi như vậy, thành thử thôi, tôi biết như vậy rồi, thành thử thôi. Còn dưới tên đó là San Jose thì có đám này, dưới Westminster thì có đám Ngô Kỷ, Kích Phan, Trần Nhật Phong, Tạ Đức Trí, Kim Bơ Lơ Hồ, Sa Lý Trí, Michael Võ và Andrew Đỗ. San Jose có đám Phạm Sơn, không phải Thứ Lễ, cái này là gì đó, Ngư Lễ và Đỗ Văn Trọn. Cái ông Ngô Kỷ này có phải là có được cái xứng đáng để làm cái lãnh đạo không? Cái người mà ăn nói hồ đồ hỗn độn như ông Ngô Kỷ có được không? Và đừng nè, lên án thành phố Hoàng Kiều và tập thể cựu chiến sĩ nè. Tôi kêu gọi các bạn cựu chiến sĩ, tập thể cựu chiến sĩ, hãy cùng tôi đi bê hội đồng Ngô Kỷ. Rồi thằng Kích Phan đi, cho nó chết cha nó đi. Tôi nói cho mày biết, đừng có là giỡn mặt với tụi tôi. Hiểu chưa? Ngu dốt, đần độn. Tôi làm cho coi. Đây, bây giờ về vấn đề dưới đó, nói chuyện record. Tôi bảo đảm với các bạn tôi sẽ record. Tôi không biết nói gì hơn. Như các bạn đã thấy rồi, những ngày vừa qua, tôi được tự người ta tự hào, biểu là ông vua chửi. Các bạn đồng ý không? Chửi có hay không?
ta làm to lên. To nữa. Rồi, bây giờ chúng tôi, bởi vì thưa các bạn, tối hôm nay là chúng tôi có cái tập số, chúng tôi ra đây tôi nói với các bạn. Và chúng ta sẽ chia chương trình của mình ra hai cái phần. Phần chửi. Thứ nhất, để tôi chửi cho mà nghe. Hiểu chưa? Chúng ta như thế nào? Lá to lên nữa. La to lên nữa. Như cái ông Trần Nhật Phong và cái tờ BBC tiếng Việt, các bạn giúp tôi cương quyết lên án những cái hành động khủng khiếp đó. Tôi dám chửi đó. Có nghe không? Các bạn cười. Đây tôi chửi trên sân khấu nè. Tôi chửi cho dân Việt Nam nghe nè. Tôi chữa cho tất cả các dân Việt ở trên toàn thế giới nghe. Và đồng thời tôi cũng chẳng sợ gì hết. Khoác em, no. Các em, ra đây tại sao vậy? Anh đã nói rồi, ra đây. Ra lại đây. Làm ơn đi. Anh đã nói rồi, chừng nào anh mời các em vô thì các em vô chứ. Cái coi như là cái hành động mà không thể tha thứ được. Tôi nhất quyết tôi không tha thứ. Đó là chưa nói tới cái chuyện mà cái thực phẩm chức năng của tôi giết người. Các bạn hiểu chưa? Và thực đựng chất độc. Có nghe chưa? Quý vị nghe không? Nghe thì làm ơn vỗ tay lên tôi, cổ vỗ giùm tôi trước. Trời ơi, ai làm đẹp quá. Cái này là cái thành phố San Jose, là một cái thành có 1 triệu người. Và coi như là cái thủ đô capital of the Silicon Valley. Ông Sam Licardo ông tặng tôi cái này, cái hội đồng gọi đến thành phố tặng tôi cái này. Cái duy nhất Hoàng Kiều là cái niềm hãnh diện của thành phố San Jose. Xin quý vị và tràng pháo tay đi. Chưa? Được chưa? Rồi. Nè. Ông chỉ cho miếng này dưới này thôi. Tôi mới về có bà Ngọc Quang hôm nay tôi quảng cáo cho. Tôi đưa xuống bà Ngọc Quang. Đeo cho nó lóng lánh cho nó đẹp chứ. Phải không các bạn? Phải chưa? Đẹp không? Cái này nhờ Ngọc Quang làm. Ngọc Quang sơ tính có được 19.000 rồi bớt chanh rồi đó. Rồi các bạn đó thôi. Tôi nói các bạn nè. Cái lý do tại sao mà tôi mời các bạn đến hôm nay và các bạn. Tôi mời đến đây là tôi muốn các bạn giúp cho tôi một cái. Tôi rất tự hào, sở dĩ tôi mang cái tên Kiều tôi khổ sở lắm, giống như cái nàng Kiều vậy đó. Bầm dập, từ mã giám sinh này tới mã giám sinh khác, từ người này tới người khác, bầm dập cái thân xác. Hiểu chưa? Rồi, thì vì cái do đó, thành tử tôi xin các bạn thương. Thương tôi một cái. Tôi nói các bạn nè, lúc đầu cái thành phố Westminster là trở thành phố Hồ Chí Minh, bây giờ trở thành xin thành phố Hoàng Kiều. Tôi xin lỗi các bạn á. Tôi nói các bạn nghe, Hoàng Kiều nhỏ nhỏ giờ mà ngon lắm các bạn. Có một cái, không cái làng thôi, kêu cái làng Hoàng Kiều thôi, mà có tới 8.200 mẫu, chứ không phải 6.200 mẫu ở dưới cái đó không. Nhưng mà vì tôi là người Việt Nam, tôi vẫn nhớ. Và tôi muốn giúp đỡ các bạn. Làm sao mình làm một cái United Westminster. Tất nhiên có cái sự đoàn kết. Và tôi nhờ các bạn giúp đỡ tôi loại trừ tất cả những con sâu mọt nằm trong cái tập thể. Và trời ơi, ông Ngô Kỷ là ai mà dám đá động tới cái tập thể cụ quân nhân. Các bạn ở đây có cụ quân nhân không? Trả lời to lên. Không có cụ quân nhân thì cũng phải có người này người kia liên hệ, phải không? Ai qua đây mà Việt Cộng? Việt Cộng thì nó ở bên Việt Nam, làm sao qua đây được, phải không? Chỉ có những người Việt Cộng như cái ở đây nè, cái chương trình trình diễn này nè. Phải không? Mời ông Phát Bùi lên đây.
đứng cùng tôi. Rồi, ông Pháp Bùi lên. Và mời ông Tài Đỗ lên. Mời cái ông mà Bùi Đẹp lên giùm tôi. Mời ông Phó Thị trưởng Santana, please. Và mời tất cả ba cái vị, phải không? Ba cái vị đại diện cho cái United. United. Mời cái ba vị đại diện lên đây chúng tôi. Rồi, sở dĩ cứ mỗi lần có cái chuyện gì tôi chỉ nhờ Tài Đỗ với Bùi Phát. Tôi biết ai. Bây giờ không lý tôi nhờ ông năn nỉ, nhờ ông thị trưởng Tạ Đức Trí à? Có được không? Thế các bạn im rơi vậy? Trả lời không? Rồi, bây giờ tôi nhờ ai? Ông Phát Bùi. Quý bạn thấy không? Ông giúp cho đoàn xe tôi ở trên này. Tôi làm sao tôi xuống dưới đó được? Cũng do ông Tài Đỗ, cũng cái vụ mà đám tang của Lý Tống. Tôi nhờ ai đây? Tôi nói Cù Thế Hòa, không biết tối nay có đây không? Cũng có. Thì tôi nói Cù Thế Hòa đó. Trời ơi, em ở dưới San Diego làm sao em biết nhờ ai? Thì thôi nhờ ông Bùi Phát Bùi đi. Thì vì vậy chúng tôi muốn các bạn hãy cho ông một tràng pháo tay. Và cái ông này một tràng pháo tay. Và cái ông Bùi Đẹp này là cái người đã cùng đứng với tôi trong, coi như trong cái tổ chức đám tang Lý Tống này. Long. And now they create what they call United Front in order to unite all of you, in order to recall the three of those council members. And remember, you are my patient. You are the relative of the patient. And I need each one of you, because in Westminster we have about 40,000 voters, registered voters, and last vote only 20,000. And I want each one of you to give me 8 people, okay? Can you do that? Big thing, one more. Can you do that? Okay. I'm so happy. Now, you join us, and we said, of course we will. And we will be united together, and we will call this Westminster United. And we will be from all political parties, we will be from all ethnicities, and we will come together. And via Facebook, we put out 4 different polls in 4 different areas. And you know, 97% of those that voted in the poll said, yes, we need a recall.